suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ em tất cả là em, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Xin chào mọi người, hôm nay Văn Anh rất vui được giới thiệu cho mọi người hai mẫu loa vừa mới về, là mẫu loa của hãng Behringer. Đó, hãng này thì là nổi tiếng chuyên về thiết bị âm thanh của Đức. Và loa này thì Văn Anh đã từng giới thiệu hai mẫu loa mà được rất nhiều người yêu thích, đấy là mẫu loa là KXD12 và KXD15 của hãng Behringer. Thì hôm nay Văn Anh tiếp tục giới thiệu là hai mẫu loa nhỏ hơn, hãng vừa mới sản xuất được vài tháng thôi thì đã gửi về, đã Văn Anh Audio đã có mặt được cái hàng này ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Sài Gòn. Thì khu vực miền Bắc thì rất là ít, bởi vì hàng mới sản xuất cho nên ra được ít và có gửi từ Sài Gòn ra đây. Thì như các bạn biết là cái giá thị trường ở Sài Gòn của hai mẫu loa này và cả KXD12 nó sẽ rẻ hơn là giá ở thị trường miền Bắc, bởi vì hàng được ít và tình hình dịch bệnh Covid nên vận chuyển rất là khó khăn, chi phí rất là đắt. Thì Văn Anh chỉ có vận chuyển được một vài cái mẫu loa ra Hà Nội đây cho một số khách đã có order đặt trước. Còn những cái loa còn lại thì hiện tại đang có sẵn ở trong thị trường Sài Gòn. Và cũng năm nay thì hãng sẽ sản xuất rất là ít, phải chờ đến những đợt sau thì mới có nhiều hàng hơn. Thế bây giờ Văn Anh sẽ giới thiệu cái loa này nha. Loa này là Behringer này, nó có mã số đây. Loa này nó nhỏ hơn, mã số của nó là Ultratone K450FX. Đó, K450FX. Đấy. Thì loa này có công suất là 45W so với cái KXD12. KXD12. Đó. KXD12 thì có công suất là 600W, nó khỏe hơn nhiều các bạn nhé. Củ bát này là 30 phân, còn củ bát của loa này ấy, cái củ này chỉ có 25, nhưng mà nó cũng rất là khỏe, khỏe hơn 45W. 45W của cái loa Behringer này nó khỏe hơn rất nhiều lần so với 45W của những hãng khác. Đấy là cái trải nghiệm thực tế. Nhiều khi cái thông số mà chúng ta ghi số watt đây nó chỉ mang tính tương đối, bởi vì người ta đo đạc bằng phương pháp đo tương đối thôi. Thì hãng sản xuất người ta ghi là 45W, nhưng mình cảm nhận nó khá là mạnh. Đó. Thì về chức năng như sau, chức năng là loa có cắm được 3 kênh. Thì loa này gọi 3 kênh, cái là kênh 1 là hàng dọc đây. Kênh 2, kênh 3. Đó. Thì kênh 1 là đây, phía sau nha. Đó, kênh 1 chúng ta xem phía sau. Kênh 1 phía sau là có số 1 ở đây, là chúng ta sẽ cắm micro vào đây hoặc cắm vào đây cũng được. Micro như vậy có hai chỗ để chúng ta có thể cắm micro. Và mình hiện tại mình đang dùng cái micro mình cắm vào cái cổng căn ông đầu tiên đây. Tiếp theo kênh số 2 là chúng ta cắm cái line vào đây, đó đường 1 line vào đây, là chúng ta sẽ có thể cắm một cái đàn guitar vào đây hoặc một cái nhạc cụ nào đấy cũng được.
kênh số 3. Đấy, lại tiếp theo là một cái kênh số 3 đấy nữa. Đó. Khác với cái loa KXD12 là nó có 4 kênh, nhưng mỗi kênh lại là có 2 lỗ cơ. Như vậy là số lỗ của loa này chỉ được 1, 2, 3, 4 là hết cỡ. Còn cùng lắm như thêm được một cái chỗ vào đây nữa là có thể 5 cái input. Đó. Nhưng chúng ta nên dùng 3 kênh thì chỉ có 3 nhạc cụ thôi. Ví dụ 1 mic, 2 đàn guitar là ổn nhất. Chỗ này chúng ta có thể dùng nhạc beat hoặc dùng đàn organ hay là trống điện tử chúng ta cho vào đây. Đấy. Rồi. Lỗ này nữa là lỗ layout, tức là để chúng ta xuất âm thanh ra ngoài. Có thể dùng nó để thu âm, cũng có thể dùng nó để kết nối với loa khác. Sub out dùng để kết nối với loa sub, loa siêu trầm để tăng cường cái tiếng trống, tiếng phần âm trầm đập đập bụp bụp mạnh hơn. Phút dư quýt là chúng ta kết nối với một cái pedal mua ngoài. Khi mà giẫm pedal thì nó sẽ cắt hiệu ứng, là khi mà có như là có hiệu ứng này. Đấy, còn khi nào mà giẫm chân gãy thì nó sẽ cắt hiệu ứng đi, nó điều khiển được phút dư quýt ở đây. Rồi. Tiếp theo là một cái chức năng mà chỉ có Behringer mới có. Đấy là chức năng là bổ sung thêm phần điều khiển equalizer ở đây. Đó, equalizer ở đây và có cái nút này là nút để nó chống hú. Chống hú. Khi các bạn nhớ là chống hú chỉ giải quyết được một phần nào đấy thôi, chứ không phải là chống hú mà là có nghĩa là giải quyết chống hú triệt để. Thì nó có tính năng chống hú, nhưng mà chống hú được một phần nào đấy. Các bạn nhìn thấy khi mà mình không ấn nút này vào thì cái đèn nó sáng. Đó, đèn nó sáng như này thì nó không có tính năng tự động chống hú. Còn khi mình ấn vào đây nó sẽ có tính năng tự động chống hú. Các bạn nhìn thấy mũi tên nhé, FBQ, cái mũi tên này nó chỉ xuống dưới, hàm ý là khi mà có cái tần số nó dư thì nó sẽ tự động nó hãm cái tần số đấy lại. Ví dụ bây giờ các bạn nhìn này, các bạn nhìn trên đây nhìn thấy mình nói nha, mình vặn to lên này, to lên này, to lên này, đấy, to lên thì các bạn nhìn thấy ở hai chỗ này nó bị om, nó bị dư tần số. Và nếu mà to hơn nữa thì nó sẽ bị hú. Vì thế chúng ta nhìn thấy cái đèn đây sáng này. Đấy, các bạn thấy đèn sáng không? Bởi vì cái giọng nói của mình nó đang bị dư cái tần số ở đây. Đó, nó cứ om, thì mình sẽ là gạt nó xuống. Đó, đấy. Nó không bị om nữa, nó sẽ trong trẻo rồi, nó không bị om nữa. Như vậy là mình biết được cái khoảng tần số nào nó bị dư mà mình hãm nó. Và tất nhiên vì hãm nó chỉ được có 10 decibel, căng nhất là 12 decibel, cho nên nó chỉ chống hú được một phạm vi nào đấy thôi. Các bạn phải dùng những thiết bị tốt, một có một cái căn phòng và một không gian tốt thì nó sẽ đỡ bị hú. Cho còn mình mà ngồi chọi thẳng vào loa thì nó hú thì có chống hú cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đó, cho nên các bạn phải biết cách sử dụng, dùng micro loại tốt, dùng loa tốt, rồi dùng đàn tốt và dùng một cái căn phòng nó ấy thì nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề hú. Giờ đây, đấy. Còn ví dụ các bạn nhìn thấy những cái gạt bên ngoài là trep này, ví dụ khi trep này. Đấy, tiếng trep là nó đỏ đen này, các bạn nhìn thấy không? Đấy thì mình cắt trep đi này. Cái tiếng nó sẽ khô lại, đấy. Như vậy khi đèn nó sáng nó báo hiệu rằng chúng ta là cái đang tác động đến cái âm đấy, nó hay, cái này cực kỳ hay nằm ở chỗ đấy. Rồi. Còn đối với loa mà để mình tăng cái trep lên để mình nói cho nó rõ lời hơn. Đấy, nói giọng nói nó rõ lời đấy. Thì đối với loa KXD12 nó có nhiều cái này hơn. Cái này được có 5 cần thôi, 1, 2, 3, 4, 5. Còn cái loa KXD12 hay 15 nó có tới 7 cần, nó gạt được chi tiết hơn. Đó. Thì các bạn để ý là những cái dàn âm thanh mà chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu nó có một cái dãy rất là dài, nhiều gạt nữa. Thì để cắt được những cái tần số dư, nâng giọng để mình biểu diễn cho nó hay nữa. Đó. Thì loa này là có được 5 cần. Rồi. Một cái hay nữa mà nhiều loa không có được, mà muốn có thì các bạn phải mua một cái mixer về thì mới có. Thì đấy là cái bộ hiệu ứng. Nó bộ hiệu ứng đây, có 100. Có 100 cái hiệu ứng từ 1 cho đến 100. Hiệu ứng là gì? Đấy là cái độ vang, cái độ nhại và các cái loại hiệu ứng để mình chơi đàn hay là chơi hát karaoke vân vân. Ví dụ mình để chế độ số 0 và mình vặn cái mic của mình đây, mình vặn cái nút đỏ này lên. Đấy. 12 giờ thôi, ít đi thôi. Thì mình để số 0, các bạn thấy nó vang. Còn mình tắt đi, này tắt đi này. Alo, thấy cái tiếng nói của mình nó khô, nó không có vang nữa. Đây, tiếng nói bắt đầu vang. Vang, lê, lê. Đó, bây giờ mình chỉnh sang kiểu số 2 nhé. Số 1 nhé. Đặt một cái, lê, lê. Đấy, các bạn nhìn vào hướng dẫn ở đây. Từ 0 cho đến 49, tức là reverb, là tạo cái độ vang.
Đó, thì nó có nhiều kiểu vang, vang nhanh, vang chậm. Bài mà vui thì mình sẽ cho nó vang nó nhanh thôi. Bài mà buồn thì mình cho nó chậm chậm lại, ví dụ những bolero thì mình phải cho những cái vang nó chậm. Lề. Đấy, lề. Nó chậm lại hát nó mới ăn khớp với cái nhạc nền. Lề. Lề, đấy. Dùng reverb này nó chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp hơn là chúng ta dùng delay. Delay tức là cái nhại echo ấy, echo ấy. Nhiều hát karaoke thì chúng ta mới dùng cái echo, nhiều người thích echo. Nhưng mà những người biểu diễn nhạc sống, người ta thích reverb hơn là thích cái echo. 6 nhá, cũng là reverb. Lê. 7 cũng là reverb. Đấy, cái này vang hay này. Đó. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về. Đấy, các bạn thấy vang. Bây giờ mình sẽ thử mười mấy, 15 này. Lê. Lê. Đó. Nó nhiều kiểu vang khác nhau, tùy theo sở thích của từng người, tùy theo từng bài hát. Đó. 18 này. Đấy. Các bạn mua loa và loa này về, các bạn phải khám phá. Ít nhất phải 1 tháng mới hiểu được cái tính năng của loa và lựa chọn được cái yêu thích. Hiện tại loa này còn mới, mình cũng chưa khám phá được kỹ. 20 này. 21 này. Lê. 21 nó ít vang. 22 này. Lê. Đấy, nó lại còn thêm nhiều cái e đằng sau nữa. Rồi, đây là reverb. Nó tệ 49 kiểu cơ, 50 kiểu chưa. Cho nên thử hơi mệt. Rồi, thế bây giờ số 50 đến số 59 là delay, tức là độ nhại. Nhại nha. Lê. Cái 50 này nó chả nhại mấy, nó nhại rất ít. Lê. 51 nhá. Lê. 52 nhá. Lê. 53 nhá. Lê. Lê. Đấy, bắt đầu nó có tí nhạc. Lê. Lê. 54. Lê. 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 Nó nhại rất là chậm. 55. Đấy, ví dụ. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Đấy, nó có cái đuôi nó hay hơn. Rồi, 56. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Đó, 56 đi. Nó nhại, nó nhiều hơn, cho nên mình hát nó nhẹ, cảm thấy nó nhẹ giọng hơn. Rồi, 57. 57 đây, nhại liên tục, nhại nhiều này. Đó. Ai giọng yếu thích nhại nhiều, ai giọng khỏe người ta thích nhại ít, vừa phải thôi. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đấy, rồi, 58. 58 thì nó nhại nhiều. Nhớ từng nụ cười anh mạnh. Nhớ lời ngọt ngào ấu yếm. Cái này nó nhại nhiều quá. Rồi. Nhưng mà có người vẫn thích nhại nhiều. Alo, 59. Rồi. Từ 60 cho đến 69 là cho rút và flanger. Flanger tức là hiệu ứng mà dành cho guitar đó. Bây giờ mình sẽ lấy guitar mình thử nhé. Từ 60 đến 69 chúng ta không áp dụng cho giọng hát mấy các bạn nhé. Nó cho rút là tạo bè, cho nên giọng hát nó sẽ dày. Nó không được hay, nó chuyên về hát. Bây giờ mình thử guitar 60 guitar nha. Thank you.
số 69 nó cũng bèo cũng cái hay của nó. Đó. Tiếp theo ta thử từ số mà 70 cho đến 79. Nó là pha face and pitch. Cái này là cái kiểu nó tạo bè đấy, tạo thêm những cái nốt đệm vào nữa. Đấy, ví dụ nốt đệm nhé. Từ 70 này. Lê. 71, 72 này. Lê. 73, lê. 74, lê. Alo. 75. Đấy, ví dụ kiểu nó sẽ tạo thành những cái nốt bè đây. Các bạn khám phá tiếp nhé. Nó có những cái tiếng như nó có hai người nói, nó bè trên, bè dưới chẳng hạn. Đấy. Rồi. Từ 80 đến 89, chúng ta sẽ được là những cái trộn. Thứ nhất là nó sẽ 80 đến 89 nó sẽ trộn là reverb với cả mode, thì nó làm cho cái chất giọng mình nó sẽ nâng lên nhiều. Ai mà hát yếu ấy, các bạn cứ chọn đây. Hát yếu này, hát yếu chọn những cái này nó nâng giọng lên nhiều lắm. Đó, 83 này, rất là hay. 86 này, lê. 88 này. Đấy, 89 nhá. Alo. Đây, mình cảm thấy khi mình hát này nó nâng cái giọng mình lên là nhẹ hơn. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt mưa. Đó, nên nó nhẹ. Rồi, từ 90 đến 99 thì nó là mode cộng với delay, trộn cùng với nhau một lần. 91, lê. Đấy, như hát karaoke các bạn chọn như này là được này. Lê. Đấy, cái này nó trộn bè nữa. Lê. Nó có cả bè kéo theo, nó làm nhung chất giọng dày lên. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn người đi. Một mình tôi
vừa rồi Văn Anh đã giới thiệu xong cho mọi người loa K450FX của hãng Behringer. Nó loa bên này là loa K900FX thì nó gần như tương đương, chỉ khác nhau công suất loa này lớn hơn, cho nên nó to hơn loa này một tí. Củ bát của loa này là 30, củ bát loa này là 30, củ bát loa này là 25. Rất là mạnh các bạn nhá, con loa này cũng rất là mạnh nè, 30, to hơn một tí. Rồi, loa đằng sau này là loa KXD12, củ bát cũng 30, to, công suất 65W. Còn cái loa này K900FX là công suất 90W thôi, 45W. Cái này, này 45W, cái này 90W và cái này 600W. Ok, các bạn mua hàng thì đặt hàng nhanh về Văn Anh Audio, vì sản phẩm này năm nay thì rất ít, còn sang năm thì chắc là nó sẽ về nhiều hơn để các bạn mua hơn. Nhưng mà sang năm đợt này là giá đang rất rẻ, các bạn liên hệ ngay với Văn Anh Audio theo số 0983 259893.